Đời cần gì lo âu, cãi nhau thêm sâu mình được chi đâu. Giúp nhau cho từ giây về mai sau thêm yêu dấu. Dù rằng ngày hôm qua cãi nhau hàng xóm, người trẻ người lớn, mấy mươi năm trời từ tay sang ta sao nhảy quá. Mỗi sáng cứ bước ra bước vô bước tới bước lui bước qua bước lại, rồi thấy tình bên lắm lúc khó khăn nhiều khi nó cũng đang quằn quại. Thôi thì giúp nhau trong lúc nỗi đau tiền tài nó vẫn chưa dừng lại, nhắc nhở cho nhau đi qua cơn bị cực rồi sẽ tới hồi thái lai. Yêu đi, dân người nào cùng nhau để giúp nhau lúc đau đớn. Anh xong rồi đó, em có tắm thì vô tắm đi nghe. Trời ơi, Phát ơi, chết anh rồi, cứu, phải cứu anh liền, Phát ơi, cứu anh đi Phát. Chuyện gì? Bà khách hồi sáng gọi lại nữa nè, bà tìm anh, trời ơi, nào là cháu đi tìm cọc, bây giờ cọc đi tìm cháu rồi, chết rồi, cứu anh đi Phát. Thôi, nghiệp anh tự tạo ra thì anh phải tự giải quyết, em chạy đây. Thôi, rồi Phát, cứu anh đi Phát ơi, cưng, cứu anh với cưng ơi. Có ai ở nhà không? Cho tôi vô tôi mượn cái kéo cái coi. Phát. Đừng có chạy nữa mà Phát, anh mệt quá Phát ơi. Phát, Phát, em phải cứu anh đó Phát ơi. Trời ơi, trời ơi Phát ơi, tìm cách nào giúp cho anh với. Chứ để sâu quá, rút chân ra không kịp á, đêm dài lắm mộng em à. Tại anh hết chứ chuyện tới nước này sao mà em giải quyết được. Ai kêu anh không mạnh tay ngay từ đầu làm gì? À, đúng rồi, em nói đúng, phải mạnh tay. Mọi thứ sụp đổ hết thì mình ăn ngon ngủ yên được đúng không em? Anh tính làm gì? Anh biết bà thầy này hay lắm. Hát gì? Cái gì vậy? Hát gì? Hình như là giọng của bà Phai. Ôi trời, bà Phai! Bà làm gì? Bà chuối gầm giường nhà tôi vậy hả? Bụi quá. Tôi ở phòng tôi không có cái kéo. Tôi qua đây tôi mượn cái kéo, không có ai, cái tôi tự có cái kéo luôn. Rồi cái tôi tự tôi kéo tôi đi về luôn. Bye nha, cảm ơn nha. Bà Phai vô phòng mình làm gì vậy ta? Em đâu biết đâu. Thôi chết rồi em ơi, hay là bà rình, bà nghe lén mình nói chuyện. Thôi chết rồi, bà biết được nha, là cả Cali biết hết luôn đó. Thì cả Cali biết thì càng tốt. Tốt một cái khô thì tốt cái gì. Trời ơi, bả nhiều chuyện lắm. Trời, bánh chành ra là chết đời trai anh luôn đó. Đâu sao đâu, nghe được mà. Thôi không nói nhiều. Ngày mai đó, ngày mai em với anh đi tới gặp bà thầy để mà cắt tình duyên. Bà thầy đó cắt tình duyên à? Cắt tình duyên giỏi lắm. Giỏi thiệt không? Giỏi thiệt. Vậy là mai mốt bà thầy đó bà cắt tình duyên của anh với bà kia. Đúng rồi. Xong cái anh với bà thầy đó dính nhau luôn. Ừ, cũng có thể. Ừ, cũng có thể. Không thể, không thể. Không, bậy ta, bậy thật, bậy bạ, bậy thầy đó, bậy bạ, bậy. Có biến, có biến. Có biến em ơi. Có biến rồi, có biến nè. Thôi chị biến đi luôn đi. Nhờ mượn cái kéo đi lâu la lâu lắc à. Trời ơi, nhờ tôi đi lâu la lâu lắc vậy mới biết được nhiều cái biến động sắp tới của chị em mình đó. Biến gì? Tommy and Jerry sắp hãm hại mình đó. Jerry gì? Ờ, quên lộn. Tommy và Phát. Hãm hại gì? Trời ơi, tính hãm hại cho mình sạt nghiệp luôn, cho mình không có cơ hội phát triển ngành nail trên cái thị trường ở Việt Nam luôn. Em mình đi qua nói chuyện với họ. Ê, đi. Bình tĩnh. Em đừng có làm như vậy. Bứt dây là động rừng. Họ hãm hại mình phải từ từ mình âm mưu mình theo dõi họ. Nhưng mà hãm hại bằng cách nào? Bọn họ mời một bà thầy Pháp sẽ dùng bùa ngải ếm hai chị em mình để cắt con đường làm ăn của chị em mình tại Việt Nam. Ghê chưa? Có chắc là cắt được không vậy?
Em thấy bà thầy này kỳ kỳ. Kỳ gì kỳ? Thành nghe hết đó nha. Nếu như tôi không cắt được thì hai người đến đây kiếm tôi để làm gì? Dạ xin thầy, dạ thầy bớt nóng thầy. Tao làm. Nè, tôi nghe hết đó nha. Bây giờ hai người muốn sao? Đưa tay đây. Dạ đây ạ. Thầy ơi, thầy sao? Chú chó mà ơi, Mỹ đang bị một cổ hồn da nừ bạm viễu súng quánh ghế lắm ní. Cô hồn giả nữ nghe là thấy sao rồi. Thôi về nơi đi. Bây già nữ là một cố hôn nữ rất hồ bảo dư tờn và hạng lớn hơn mí cả chục tuổi. Chú chóa ơi, muốn cặt khó lắm nha. Đó. Thôi. Hay quá. Hay quá. Trời ơi, thầy nói giống như thánh phán vậy đó. Trời đời tư của anh bị bà già đã lớn, anh cả chục tuổi bám biếu anh mà bà thầy cũng biết luôn nữa. Hay quá. Thầy ơi. Dạ thầy. Thầy tiếp đi thầy. Bây giờ sao nữa thầy ha? Muốn cắt được cái giống ní là phải bè cống thanh thằng. Hạng đáng rất là thịt mí. Nếu mí càng đàn ông càng mạnh mẽ là hẳn sẽ bò đi, hiểu chưa? Thầy ơi, điện giật hả thầy? Điện giật. Ủa đâu có điện đâu. Thầy ơi, thầy có sao không thầy? Ủa, đây là đâu? Còn ta là ai? Thầy về rồi hả? Trời ơi, thầy về rồi, mừng quá thầy về rồi. Về đâu? Về nhà của thầy. Ủa, về nhà thầy rồi đó hả? Về nhà rồi, thầy trở về nhà thầy rồi. Mừng quá con ơi. Trời ơi, thầy hay quá. Thầy đi xong cái thầy trở về được hay ghê vậy đó. Ủa, thầy cũng mừng nữa con. Thầy, cho tao mày hỏi nha. Sao? Có khi nào thầy đi, cái thầy đi luôn, thầy không về không thầy? Lúc đó tao chết rồi đó. Dạ, em cũng nghĩ vậy mà. Bớt hỏi được không? Dạ hỏi cho nó suông miệng vậy thôi. Mặt có vui. Dạ, tình hình của em sao thầy ha? Đó, vậy có nghĩa là thánh đã cho ta làm lễ cắt duyên cho ngươi rồi. Trời mừng quá, cho nhưng làm lễ. Nhưng mà cái điều quan trọng là tiền lễ, tiền nhang, tiền khói, tiền này, dạ, tiền nọ. Dạ, tiền gì cũng có. Dạ. Sao thầy cắt được là tôm mì vui rồi. Dạ. Đây ạ. Dạ. Dạ đây ạ. Bao nhiêu thì nói đại đi, để tụi con chồng tiền lần luôn. Móc tới móc lui tốn thời gian quá. Đi về đi. Ủa sao vậy thầy? Không có cắt nữa. Thầy bà mà nói chồng này chồng nọ tử ai chứ. Không có cắt nữa, đi về. Nè đi về đi. Thầy bớt giận. Thầy bớt giận thầy. Em thiết tình à. Em mai cái mỏ lại giùm anh được không vậy? Hả? Hay là lấy băng keo dán cái mỏ giùm anh đi. Nó hoài chọt hoài. Thầy giận thì không cắt là anh chết rồi. Dính với bà già là chết luôn, không có giỡn đâu ạ. Thôi được dạ, rồi. Dạ thầy, dạ. Bây giờ ta sẽ làm lễ cắt duyên cho con. Dạ cảm ơn thầy, dạ mời thầy hành nghề ạ. Đầu tiên, con hãy cầm cái sợi chỉ màu hồng này. Dạ. Và tập trung nhìn vào nó. Dạ con có thấy gì không? Dạ thấy. Thấy cái gì? Sợi chỉ màu hồng. Đúng rồi con. Dạ. Tiếp theo, một mắt con nhìn sợi chỉ màu hồng. Dạ. Một mắt con nhìn vào cái kéo này. Cái này khó à, cái này chơi không được ạ. Khó lắm. Mắt tập trung vô đây, mắt tập trung bên đây. Đâu có lé đâu mà hai bên tập trung được. Giờ có cắt không? Giờ cắt nhưng mà nhìn bên thôi, nhìn hai bên sao nhìn được. Giờ nhìn sợi chỉ đi. Nhìn nè. Nhìn bên thôi chứ một nhìn. Một mắt nhìn vào sợi chỉ. Đó. Rồi lia vào cây kéo này. Lia lên. Thầy sẽ... Làm gì hả thầy? cắt được rồi. Đúng là cái thằng tôm mì nó đầu tôm dễ sợ. Chỉ cần mấy cái tiểu xảo nho nhỏ thôi mà mình lấy được của nó 1.2 triệu. Nếu mà không có cái thằng âm chì ngồi kế bên, chắc chắn bữa nay mình sẽ được 2 triệu. Ok, 2 triệu cũng được. La 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 la
tinh 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 tê. Ôi nữ, nữ nữ ngồi xuống đi. Hôm nay nữ đến đây là muốn cầu cái gì, là tình duyên gia đạo hay là muốn ta cắt cho cái gì? Ta không muốn cắt cho ta, ta chỉ muốn ta cắt bà ra khỏi cái sự nghiệp này thôi. Đến. Từ xưa đến giờ chỉ có một mình ta được cắt người khác, chứ không ai được cắt ta, nghe chưa? Ai nói? Cái gì đây? Nè, những cái gì bà làm với hai người đàn ông hồi nãy, tụi tôi đã quay clip lại hết rồi. Tôi mà post cái clip này lên YouTube, sự nghiệp thầy bà của bà tiêu tan hết. Ủa? Tôi đâu có làm gì đụng chạm đến hai người đâu. Tự nhiên cái hai người quay phim chụp hình rồi post lên Facebook, vô duyên vậy. Bà còn chối nữa hả? Muốn hết vô duyên à? Ta sẽ mời bà đi lên phường để giải thích sự việc. Tôi làm gì hai người đâu. Lên phường cái gì lên phường, tự nhiên bắt người ta à? Giờ sao? Bà có muốn nổi tiếng không? Muốn chứ. Nổi tiếng ai muốn trời. Trời ơi, cũng tham vọng như vậy đó. Muốn nổi tiếng lắm luôn á. Bây giờ bà muốn lên phường không? Không, không, lên phường không muốn. Vì thì bà không muốn lên phường đúng không? Đúng. Bây giờ tôi chỉ cho bà cách. Cách gì? Bà hãy nói thật cho chúng tôi biết, lúc nãy hai người đàn ông tới đây, họ đã xin bùa ngải gì, trấn yểm gì, nói cho tôi biết liền. Nói. Bùa gì? Trấn yểm nào? Tôi đâu có biết cái gì đâu, tự nhiên hai người hỏi cái đó tôi đâu có biết. Bà không biết đúng không? Ừ. Vậy tôi mời bà lên phường để biết rõ sự việc. Thôi để tôi nói, hồi nãy có hai người ở đây, trong đó có một cái ông tôm mì đó. Ông lại là ông muốn cắt tình duyên, bởi vì có một người phụ nữ nào đó theo đuổi ổng mà ổng không có thích. Cắt tình duyên?